Hiện nay thì cái tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam nó cũng có khá là nhiều. Vì sao anh Khánh lại chọn cái lĩnh vực hỗ trợ bình đẳng giới và những cái vấn đề về biến đổi khí hậu? Về biến đổi khí hậu thì anh có một năm, gần một năm trời anh làm cố vấn cho một cái đơn vị nước ngoài tại Việt Nam. Thì khi đó anh có điều kiện đi về cái khu vực miền Tây Nam Bộ. Mình có cái cơ hội mình nhìn lại, mình thấy rằng là quá nhiều vấn đề ở cái chỗ này luôn, mà hầu như đây là cái chỗ trọng tâm nhất của cái nước mình hiện giờ nó đang có vấn đề. Okay. Mà mình là một người con sinh ra lớn lên ở đấy, thì trong suốt một thời gian mình chưa có cái cơ hội nào để đóng góp hết. Và anh lại có một cái niềm tin rất lớn là truyền thông và giáo dục á, nó sẽ giúp tạo nên được những cái chuyển biến tích cực. Thì cho nên là anh nghĩ là mình lại là một người làm truyền thông đến mười mấy năm trời, và mình lại có 10 năm là giáo dục nữa, thì mình nên sử dụng cái năng lực đó của mình để gọi là phục vụ cho cái nơi mà mình sinh ra lớn lên.